Rồi, mến chào các bạn, và ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn về hai cái dòng sản phẩm cạo lọc dầu. Đây là một cái dòng cạo lọc dầu chân dẹp, một cái cạo lọc dầu chân tròn của hãng Simac. Đây là hai cái hộp của cái sản phẩm nha anh em nhé. Thì những anh em nào mà chúng ta thường hay thay những cái cạo lọc dầu, những cái lọc dầu mà những cái ra, hoặc là anh em có thể mua về tận dụng để chúng ta sử dụng cho gia đình rồi chúng ta tự thay luôn, thì anh em mình có thể tận dụng hai cái mẫu này. Tại vì hai cái mẫu này chúng ta cứ linh động được cái kích thước. Nhưng mà trong cái phạm vi của cái sản phẩm thì nhà sản xuất có ghi trong hai cái cạo lọc dầu này á, sẽ là phạm vi là từ 70 đến 110 mm. Thì anh em mình cố gắng làm sao để chúng ta đo được cái kích thước của cái lọc dầu trước chúng ta quyết định mua hai cái cạo lọc dầu này ha. Thì kích thước thì phạm vi là từ 70 cho đến 110 mm thì chúng ta mới sử dụng được cái cạo lọc dầu này anh em nhé. Đây là cái loại cạo chân tròn, và đây là cái cạo chân dẹp. Chúng ta có thể tăng đưa kích thước ra bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng, một là chúng ta sử dụng cái cần này, cái cần tự động, chúng ta sử dụng cần tự động để chúng ta vặn, chúng ta tháo. Hai là chúng ta sử dụng cái cờ lê, đây là cái cờ lê số 21 để chúng ta có thể sử dụng vặn vặn đảo chiều. Đây phía trên cái con ốc con tán chúng ta có thể vặn đảo chiều. Ba là chúng ta tháo luôn cái nút này ra và chúng ta gắn một cái cần tự động size 3/8 vào thì chúng ta có thể sử dụng tháo những cái lọc dầu như thế này. Anh em mình có thể tiết kiệm chi phí, chúng ta có thể mua những cái cạo lọc dầu này để chúng về chúng ta tháo những cái lọc dầu trên những cái xe chúng ta để hạn chế tiết kiệm được chi phí, hoặc là anh em ra chúng ta tận dụng được những cái sản phẩm này để tháo được nhiều cái cỡ lọc dầu khác nhau. Đây là hai dòng sản phẩm của Simac ạ. À.